Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 378 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở rể tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ chuyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi Phan Lâm rời đi đến chỗ khác, Thẩm Liên Hoa vẻ mặt mất tự nhiên, lặng lẽ đến gần Bạch Nam Ly nói nhỏ. Người này chẳng lẽ đang dùng chúng ta để thử thuốc sao? Nói đến châm lửa đã khó, sao phải nhờ chúng ta làm chứ? Chủ yếu là hắn muốn dùng chúng ta để thử nghiệm tân dược của hắn. Bạch Nam Ly sắc mặt tối sầm lại. Tôi phải làm sao bây giờ? Thầm Điên Hoa run rẩy hỏi. Trước mắt, cứ phải nghe theo hắn đã. Sau đó thì tìm cơ hội tính sau. Bạch Năn Ly ánh mắt ảm đạm nói. Không thể không nói, trí tưởng tượng của hai người cũng quá phong phú rồi. Phan Lâm còn không có thử thuốc với người sống, cho dù là thử thuốc, thì hắn cũng tự mình làm. Rốt cuộc chỉ bằng cách tự mình trải nghiệm tác dụng của thuốc thì mới có thể hiểu được những khuyết điểm của thuốc. Gần như, sau khi phân loại xong, Phan Lâm mang theo một lô lớn dược liệu, liền nhảy dựng lên, nhảy lên một cái vạc lớn, một chân mở nắp, ném đan dược vào bên trong. Chuẩn bị xong mọi thứ, Phan Lâm quay đầu lại nói. Các người có thể qua một bên đốt lửa đi. Được. Hai người cùng gật đầu. Khi đậy nắp lại, bắt đầu châm cùi. Sau đó thúc giục hỏa diễm, khống chế nhiệt độ của hỏa diễm. Nhiệt độ của lò này cần phải trải qua 137 lần thay đổi. Tôi sẽ ra lệnh cho anh. Nó phải được kiểm soát chặt chẽ theo những gì tôi đã nói. Hiểu chứ? Không được phép sai lệch. Phan Lâm bước tới một lò luyện dược khác, luyện chế đan dược nói hơn 130 lần thay đổi sao? Thẩm Niên Hoa sừng sốt hỏi. Nồi thuốc này dùng được bao lâu? 5 giờ. Cái gì? 5 giờ sao? Đó là nói trong 5 giờ này chúng ta phải tiếp thêm sinh lực và đốt lửa sao? Đúng. Phan Lâm gật đầu. Điều này là không thể. Chúng tôi sẽ chết vì kiệt sức mất. Thẩm Niên Hoa gần như là giống lên. Dùng khí lực khống chế nhiệt độ của hỏa diễm, đây là một công việc tinh xảo với thực lực hiện tại của chúng tôi, chỉ cần duy trì được một giờ thôi. Năm giờ sau, chuyện này không thể nào, chúng tôi làm sao có thể chứ? Bạch Nam Ly nghiến ra nghiến lợi đáp. Không thử, thì làm sao mà biết được là có được hay không? Hơn nữa, hiện tại các người đang ở trong học viện phái Nam Y của tôi, ở đây muốn chết, e rằng cũng không dễ dàng như vậy đâu. Phan Lâm khẽ mỉm cười, đừng lo lắng, mạnh dạn lên, dùng hơi thở của mình. Cho dù các người có kiệt sức, thì ta cũng sẽ giúp cho các người khôi phục lại. Tôi sẽ bảo đảm an toàn cho các người, nhưng các người nhất định phải đảm bảo bình thuốc được chế tạo an toàn. Nếu không, chuyện gì xảy ra, gây ra sai sót, thì các người sẽ phải chịu hậu quả đó. Tôi chỉ sợ rằng các người sẽ không gánh nổi hậu quả đó đâu. Nói đến đây, vẻ mặt của Phan Lâm trở nên cực kỳ nghiêm túc. Hai người toàn thân run lên, không dám do dự nữa, liền bắt đầu khống chế hỏa diễm. Tuy nhiên, mọi thứ đúng như lời của họ nói. Chỉ sau một tiếng đồng hồ, cả hai đã mồ hôi nhễ nhại, thờ hồn hền và dường như không thể nhịn được nữa. Phan Lâm, cả người đang làm giả kim thuật một mình ở đây, thấy vậy thì ngón tay bỗng di chuyển. Một vài cây kim bạc quay ra và đâm thẳng của hai người bọn họ. Trong một thời gian ngắn, huyết mạch của hai người dần dần khô cạn đã trở nên sung mãn không ngừng. Thật là tuyệt vời. Hai người bọn họ không khỏi tròn mắt Thật khó có thể rời đi, không ngờ ngân châm bạc nhỏ này lại có thể truyền cho chúng tôi một luồng năng lượng ổn định như vậy. Lâm Thần Y này thật xứng với cái tên của nó. Thẩm Niên Hoa thì thảo nói, "Thực sự là độc nhất vô nhị. Niên Hoa, có lẽ chúng ta cũng có thể dùng kim bạc khí lực tu luyện của hắn nâng cao cảnh giới." Bạch Nan Ly trầm giọng nói, "Thẩm Niên Hoa tập trung đầu vào trước đây một khi đã kiệt sức thì ít nhất phải mất một ngày mới có thể khôi phục lại được nhưng với ngân châm này trong nháy mắt có thể lấp đầy khí lực quả nhiên là tốc độ tu luyện có tăng lên mà tăng lên nhiều lần mau tiếp tục thúc giục đi được cả hai trở nên nghiêm túc vậy là đã năm giờ trôi qua rốt cuộc cả hai đều mệt mỏi dã rời mà ngã cựu xuống đất Giờ phút này cả người đều ướt sũng, cho dù là Phan Lâm thúc giục kim bạc cũng không có cách nào khôi phục sinh lực cho bọn họ. Bọn họ nóng lòng muốn chết bây giờ. Phan Lâm đứng thẳng dậy, đi tới mở nắp vạc ra. Trong phút chốc, một hương thơm say lòng người tràn ngập khắp căn phòng nấu thuốc. Màu sắc rất tốt, xem ra các người khống chế nhiệt rất tốt. Phan Lâm hài lòng gật đầu, hai người yếu ớt nhìn hắn, không muốn nói nữa. Nhưng mà lúc này, Phan Lâm từ trong lòng bàn tay lấy ra hai viên thuốc ném về phía bọn họ. Ăn nó đi. Nhìn thấy hai viên thuốc lăn xuống bên cạnh, Thẩm Liên Hoa và Bạch Nam Ly đều nhìn chầm chầm. Trong con người hiện lên vẻ kinh ngạc. Họ nhìn nhau nhưng không dám nhận lấy. Sao vậy? Sợ sao? Phan Lâm liếc nhìn hai người cười nhạt. Lâm Thần Y, đây là loại đan dược gì vậy? Bạch Nam Ly do dự thấp giọng hỏi xem ra các ngươi cũng không quá tin tưởng ta. Phan Lâm cười nhạt nói: các ngươi cho rằng ta hại các người sao? Muốn giết các người thì cũng không cần dùng đến cách này đâu. Các người đừng lo lắng. Nếu như cô rụt rè như vậy thì sao chứ? Trời ạ, à, tôi đã cho cô uống thuốc dài rồi. Cô còn không dám uống nữa sao? Những lời này khiến cho hai người vô cùng lo lắng và hoảng sợ. Đúng vậy, nếu như một ngày nào đó ai đó được cho thuốc và hai người bọn họ lại nghi ngờ như vậy thì chẳng phải là bỏ lỡ cơ hội lấy lại tự do của mình hay sao? Bạch Nan Ly Thẩm Liên Hoa từ bên cạnh thì thào Không có vấn đề gì đâu, dù sao thì cũng là chết Bạch Nam Ly nghiến răng nghiến lợi, nắm lấy viên thuốc nhét vào trong miệng Viên thuốc đi vào trong ổ bụng, Bạch Nan Ly nhắm mắt lại Tuy nhiên, nó chỉ mất chưa đầy 10 giây Hắn thở dài một hơi, biểu hiện trên mặt trở nên cực kỳ hưng phấn Mở to hai mắt, trên mặt cũng đã thả lòng bạch nan ly người sao vậy thần niên hoa lo lắng khó khăn đứng dậy tức giận trừng mắt nhìn phan lâm quát người đã hạ độc sao người thật độc ác ai nói với cô đây là độc dược chứ phan lâm nhẹ giọng hỏi không phải độc dược thì sao có thể như thế này hai mắt của thần niên hoa đỏ bừng cả người run lên vì tức giận nhưng mà lúc này bạch nan ly lên tiếng niên hoa cô hiểu lầm lâm thần y rồi đây không phải là thuốc độc là thuốc bổ, thuốc bổ đó. Giọng nói của hắn có chút kích động, sau đó cả người đột nhiên từ dưới đất ngồi dậy, nhắm mắt lại thiền định, hơi thở dao động khó giải thích, linh khí toàn thân như muốn thăng hòa. Đây là đột phá sao? Thầm niên hoa ngây người. Thuốc này không chỉ khôi phục thể lực cho tôi, còn khiến cho trạng thái của tôi chưa từng có. Nó còn tăng cường khí lực và hướng dẫn tinh thần cho tôi. Bây giờ tôi chỉ cảm thấy càng cả người đột nhiên lại ngộ. Niên hoa, cô mau mau uống đi. Thẩm đàn Ly lo lắng nói trong lúc thiền định. Thẩm Niên Hoa có chút khó tin, ngây người nhìn, cuối cùng thì đưa viên thuốc vào miệng. Cô ta nuốt nước bọt một cách khó khăn. Tuy nhiên, ngay khi viên thuốc vừa vào trong đến ổ bụng, một cảm giác lành lạnh tuyệt vời dâng lên. Thẩm Niên Hoa còn chưa có thời gian để phản ứng thì bỗng có một dòng điện ấm áp như gió xuân lập tức lan tràn khắp mọi nơi ngập tràn sức sống trong cơ thể của cô, làm ấm từng tấc da thịt của cô ta. Khoảnh khắc đó, Thẩm Điên Hoa có cảm giác mình sắp tan chảy, thân thể gần như không thể đứng vững, chuẩn bị quỳ trên mặt đất, thật thoải mái. Cái cảm giác thoải mái này, cô cảm thấy giọng nói của mình hơi run lên. Sao vậy? Vẫn cảm thấy đây là độc dược sao? Phan Lâm Liếc nhìn Thẩm Điên Hoa, nhàn nhạt, nhạt hỏi. Thẩm Điên Hoa có chút ngượng ngùng, không biết nên trả lời như thế nào nữa. Tôi sẽ cho cô nửa giờ để hồi phục. Nửa giờ sau hãy tiếp tục làm việc đi. Số lượng thuốc đợt này rất lớn, chúng tôi phải tăng ca. Phan Lâm nhẹ nói, tiếp tục chuyên tâm luyện chế đan dược. Nhưng mà vừa qua đêm, sáng hôm sau, Tấn Bách Tùng đã gõ cửa nhà thuốc luyện chế. Lúc này, Thẩm Niên Hoa và Bạch Nan Ly vẫn đang đắm chìm trong vẻ đẹp của viên thuốc do Phan Lâm đưa cho. Cũng không có chú ý đến, Tấn Bách Tùng đang tiến vào. Phan Lâm dừng việc đang làm lại, nhìn lại. Có chuyện gì vậy? Sư phụ, con nữ nhân tìm ngài. Trước khi Tần Bách Tùng nói xong, Phan Lâm đã biết đó là ai. Anh vội vàng vào trong phòng họp ngay lập tức. Lúc này đây, võ tôn thần đang ngồi ở trong phòng họp nhấc chân nhấp ngụm trà. Nhìn thấy Phan Lâm đi vào, trên mặt bà ta lập tức nở nụ cười lạnh. Thì ra, người là lâm thần y của Giang Thành, thật sự là ngoài dự đoán của ta đó nhưng mà ngươi nếu như không muốn trị bệnh cho ta thì ta nhất định phải xử ngươi nếu như không ta sẽ nói thân phận của ngươi cho trường thiên kiều biết và ngươi sẽ chết không còn nghi ngờ võ tôn thần híp mắt nếu như nói vậy thì ta sợ rằng thương thế của ngươi phải một năm rưỡi mới chữa khỏi đó phan lâm lắc đầu trả lời vì sao chứ ngươi còn dám chậm chế sao có tin không ta đi thánh sơn vạch trần ngươi đến lúc đó người sẽ không còn con đường nào khác ngoài thăng thiên đâu. Võ Tôn Thần hừ lạnh một tiếng nói. Nếu ngươi nhất định phải làm như vậy thì kết quả xấu nhất chính là cùng chết thôi. Võ Tôn Thần, ta đã thỉnh ngươi tới đây, ngươi cũng đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Thì chắc chắn Phan Lâm ta đây sẽ không quan tâm đến những chuyện này. Bằng không, ta đã không dây dưa với thiên mà đạo. Nếu như ngươi cho rằng ngươi có thể hù dọa ta bằng một trường thiên kiêu, Vậy thì ngươi có thể đi đến Thánh Sơn ngay lập tức. Ta không quan tâm đâu. Phan Lâm khẽ cười mở miệng nói. Ngươi... Võ Tôn Thần ánh mắt ngưng tụ, sát khí dày đặc xẹt qua sâu trong con người, nhưng cuối cùng thì biến mất không thấy đâu nữa. Ta cho ngươi nhiều nhất một năm, nếu trong vòng một năm mà không chữa khỏi thương tổn cho ta, huống chi là trường thiên kiêu, ta sẽ tự tay giết chết người, hiểu chưa? Võ Tôn Đại Nhân, Đừng lo lắng, ta là bác sĩ, ta nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho ngươi. Nhưng với điều kiện, ngươi cũng phải hoàn toàn tin tưởng vào bác sĩ. Nếu không, việc chữa trị này có thể sẽ khó tiến hành đó. Phan Lâm cười nói. Khi nào thì bắt đầu đây? Võ Tôn Thần hỏi. Đương nhiên là ngay bây giờ. Bà hãy tới phòng bên cạnh tôi đã sắp xếp cho bà. Điều chỉnh hơi thở trong ba ngày đi. Phan Lâm cười nói. Điều chỉnh hơi thở sao? Ba ngày sau Võ Tôn Thần sắc mặt ảm đạm Bà nên bắt đầu ngay đi, đừng nên chần chừ nữa. Đây là bước đầu tiên của quá trình điều trị. Tôi hoàn toàn không có ý định trì hoãn thời gian điều trị đâu. Tôi vẫn nói rằng nếu như bà không hợp tác, việc điều trị sẽ không thể thực hiện được. Phan Lâm nhún vai, võ tôn thần trong ngực đầy một bụng tức giận. Nhưng bà ta biết mình không thể làm chuyện này. Làm chuyện này ở đây, bà ta chỉ có thể kìm nén bất bình mà nghe theo sự sắp đặt của Phan Lâm. Sau khi an bài cho Võ Tôn Thần xong, Phan Lâm đi thẳng ra khỏi hội trường, Tần Bách Tùng đợi bên ngoài hội trường, nhìn thấy Phan Lâm bước ra, ông ta lập tức chạy tới nghênh đón, "Sư phụ, người này là ai vậy?" Tần Bách Tùng không khỏi hỏi. "Những người này đến đây để khám bệnh thôi." "Người đi khám bệnh sao?" Tần Bách Tùng sừng sốt, khá là bất lực. "Sư phụ, gần đây học viện của chúng ta càng ngày càng có nhiều người kỳ quái chuyển đến, nếu như cứ tiếp tục như vậy, thì chúng ta có lẽ sẽ không thể đón được thêm người nữa đâu phan lâm nghe thấy tiếng này thì lập tức quay đầu lại bách tùng tôi biết ông lo lắng tôi đưa những người này vào học viện là có mục đích đừng tưởng rằng bây giờ bọn họ bị bệnh cần ông phải chăm sóc nhưng ông không cần phải lo lắng cũng không cần phải hoảng sợ một ngày nào đó học viện của chúng ta có khủng hoảng thì ông phải tin tưởng vào họ bởi vì họ sẽ là người giúp chúng ta thoát khỏi nguy hiểm. Hiểu chứ? Tần Bách Tùng có chút ngây người. Ông ta không phải là người của võ đạo, hơn nữa cũng không biết đến võ công, cho nên tự nhiên không hiểu những thứ này. Phan Lâm biết rõ, hắn hiện tại xúc phạm không biết bao nhiêu người. Trong số đó còn có cả trường thiên kiêu. Nếu như không kéo một ít viện trợ từ bên ngoài, thì hắn cũng không thể nào đối phó được. Hắn hiện tại đã trói võ tôn thần vào học viện này, vậy thì ít nhất học viện cũng sẽ an toàn bây giờ đây chỉ cần tăng cường sản xuất thuốc vậy là đủ rồi phan lâm nhìn về phía nơi xa hít sâu một hơi nhưng sắc mặt ngưng trọng nhưng bỗng lúc này điện thoại trong túi anh lại bỗng nhiên vang lên phan lâm nhìn một cái rồi nhanh chóng kết nối một lát sau vẻ mặt hưng vấn lập tức chạy tới viện nghiên cứu của từ chính trong viện nghiên cứu phan lâm cầm một viên đá trong suốt sáng ngời vẻ mặt tràn đầy vui mừng tổng giám đốc lâm đây là cái gì vậy viên đá này có gì đặc biệt sao từ chính cười nói rất tốt rất tốt phan lâm lại gật đầu rất đắc ý anh liếc nhìn các nhạc nghiên cứu khoa học ở hiện trường nhưng chỉ thấy mọi người trông phờ phạc và kiệt sức mặc dù bọn họ được phan lâm cho uống thuốc bổ để chống chọi nhưng bọn họ vẫn ngày đêm tăng ca thật sự là không thể chịu nổi trong hai ngày tới các người cứ nghỉ ngơi đi rồi sau đó chúng ta sẽ đưa vào để sản xuất hàng loạt phan lâm cười nói có thể nghỉ ngơi sao đôi mắt của đám đông sáng lên đúng vậy nghỉ ngơi đi hai ngày mọi chi phí ăn uống vui chơi trong hai ngày này của các cậu sẽ đều được ghi hết cho dương quang là ngày nghỉ có lương nên cứ thoải mái mà nghỉ ngơi đi phan lâm cười nói muôn năm muôn năm tổng giám đốc lâm muôn năm tuyệt vời tất cả mọi người đều cổ vũ «Nhưng tôi có chuyện muốn nói trước. Sau kỳ nghỉ lễ, tôi muốn đưa vào sản xuất hàng loạt ngay lập tức. Tôi cần gấp một nghìn viên giả của Thiên Phương Thần Thạch, được không?» Phan Lâm nghiêm túc nói. «Không cần phải lo lắng, Lâm Thần Y, tôi nhất định sẽ cho ngài một lời giải thích.» «Hoàn toàn không có vấn đề gì.» Đám đông kiên quyết hứa hẹn. «Tốt đấy!» Phan Lâm khẽ cười, trong mắt hiện lên tia sáng. «Chỉ cần có đủ Thiên Phương Thần Thạch, tốc độ và chất lượng luyện chế đan dược có thể được cải thiện rất nhiều.» đến lúc đối phó với thiên ma đạo, Dương Quang cũng sẽ có thêm tự tin. Phan Lâm đang nắm chìm trong kiệt tác của tử chính, điện thoại lại vang lên không đúng lúc. Thoạt nhìn là Hàn Long đang gọi tới. Có chuyện gì vậy? Phan Lâm kết nối điện thoại. Tổng giám đốc Lâm đã xảy ra chuyện rồi. Hàn Long gấp gáp. Có chuyện gì vậy? Phan Lâm sừng sốt hỏi. Mấy ngày trước, có một công ty con thành lập đối diện với Dương Quang quy mô nhỏ nên tôi không quan tâm. Nhưng bọn họ bắt đầu kinh doanh thuốc. Và sản phẩm thuốc đầu tiên của họ là thuốc đặc trị nhồi máu não. Thuốc của họ có tác dụng tốt, tốt gần gấp đôi của chúng ta. Hán Long khàn giọng nói. Cái gì? Phan Lâm trợn to hai mắt, cảm thấy không thể tin được. Hiện tại, họ đã xin được cấp bằng độc quyền cho bài thuốc và nhanh chóng có mặt trên thị trường. Thuốc của họ không những có tác dụng nhanh, liệu trình điều trị ngắn mà giá thành lại rẻ hơn một phần ba so với chúng ta hiện tại một số lượng đáng kể bệnh nhân của chúng ta đã chuyển sang dùng thuốc của bọn họ và những người đó cũng hết lời ca ngợi bài thuốc của bọn họ những người nổi tiếng trên các phương tiện truyền thông trực tuyến các blogger chính thống khác cũng đã bắt đầu quảng bá loại thuốc này nếu như chúng ta cứ để yên như vậy thì thu nhập của dương quang không chỉ giảm mạnh thậm chí còn bị bên kia thay thế nữa hàn long gấp gáp nói phan lâm không nói gì chỉ nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu sau anh hít một hơi thật sâu và cười nhạt vì có thuốc tốt hơn có lợi cho dân chúng nên mừng lắm dù sao thì mục đích ban đầu của đơn thuốc của tôi là lợi ích cho người dân lợi nhuận là điều thứ hai nhưng đừng lo lắng mua một hộp tân dược này tôi sẽ đến công ty ngay lập tức vâng thưa tổng giám đốc lâm hắn long vội vàng cúp điện thoại phan lâm cầm áo khoác cũng nhanh chóng đi đến trụ sở của dương quang anh bước đi vội vàng cũng không cần gửi tiễn mà đi thẳng ra cửa để bắt taxi. Tuy nhiên, vừa lên xe, đã nghe thấy trên xe phát ra quảng cáo về loại thuốc đặc biệt này. Bạn đang lo lắng và sợ hãi về căn bệnh nhồi máu não. Bạn còn đau khổ vì điều trị lâu dài. Các bạn đang cao mày vì giá thuốc quá cao. Bây giờ các bạn đã không cần phải lo lắng vì những điều đó nữa, bởi vì nó đã xuất hiện. Vị cứu tinh của căn bệnh nhồi máu não, vị cứu tinh cho bệnh nhân nhồi máu não, chỉ với hai liệu trình điều trị sẽ trả lại cho bạn một bộ não khỏe mạnh và xây dựng lại cuộc sống lành mạnh cho bạn. Nghe vậy, lông mày của Phan Lâm chợt cao chặt lại. Hai liệu trình sao? nó có ngắn như vậy không? Thuốc điều trị nhồi máu não do Phan Lâm điều chế ít nhất là 5 liệu trình. Đây là loại thần dược gì vậy? Có thể chữa khỏi căn bệnh nhồi máu não trong thời gian ngắn như vậy sao? Thật không thể tin được. Ông chủ đang lái xe nhìn vào kính chiếu hậu, thấy phan lâm nhìn chằm chằm vào đài thì nhíu mày lập tức nở nụ cười thưa bác nhà bác có bệnh nhân nhồi máu não không nếu có thì bác có thể thử thuốc này xem sao rất hiệu quả nó hiệu quả hơn cả thuốc do dương quang chế tạo thuốc đó mạnh hơn rất nhiều lại còn rẻ nữa thật vậy sao hai liệu trình đều có thể chữa khỏi thuốc này chắc chắn không có vấn đề gì chứ phan lâm tò mò hỏi tuyệt đối không đâu mấy vị chuyên gia có thẩm quyền ở đất nước này cũng đã tiến đến để quảng cáo loại thuốc này rồi nếu nói thuốc này sẽ không để lại di chứng gì cả chỉ cần điều trị hai liều trình bất kể là ai thì đều có thể chữa khỏi hiệu quả tốt lắm mẹ tôi là bệnh nhân nhồi máu não hơn chục năm nay uống thuốc của dương quang thuốc của dương quang tuy cũng tốt nhưng còn lâu mới khỏi mẹ tôi thì chỉ dùng một liều trình là khỏi rồi thuốc vào bệnh khỏi hiện tại mẹ tôi rất khỏe ông chủ tài xế cười nói quả nhiên là thuốc tốt Phan Lâm gật đầu. Bây giờ khoa học kỹ thuật càng ngày càng tiến bộ, trời sinh đắt càng đông. Ngày xưa, nhồi máu não là căn bệnh cực kỳ khó chữa. Ai ngờ bây giờ đây, căn bệnh này còn không khó trị bằng cảm lạnh. Người đàn ông nói với vẻ vô cùng kích động. Phan Lâm cười cười, không nói gì. Đến công ty, Phan Lâm lập tức đến văn phòng của Hàn Long. Hàn Long và một số tiền bối của Dương Quang đã sớm đợi ở đó. Phan Lâm lập tức bước tới, cầm hộp thuốc lên xem xét. Tổng giám đốc Lâm, đây là bản báo cáo thử thuốc và thông tin cơ bản của thuốc. Mời ngài hãy xem quà. Hắn Long cầm lấy một bản báo cáo đặt ở trên bàn. Phan Lâm nhìn một hồi, sau đó lấy ra viên thuốc đặt ở dưới mũi người nhẹ. Một lúc sau, vẻ mặt của Phan Lâm sững sờ. Tổng giám đốc Lâm, đây là thuốc gì vậy? Hắn Long vội vàng hỏi. Kỳ quái. Phan Lâm xúc động nói. Không ngờ người này lại dùng phương pháp như vậy để chế ra thuốc đặc trị nhồi máu não. Kỳ quái quá kỳ quái hàn long và những người khác nhìn nhau khi họ nghe thấy tiếng động tôi rất muốn gặp người chế ra loại thuốc này phan lâm đặt thuốc xuống cười nói tổng giám đốc lâm bây giờ không phải là lúc nghĩ tới chuyện này hiện tại loại thuốc này đang chiếm thị trường của chúng ta ở mức báo động tôi tin rằng không bao lâu nữa thuốc đặc trị của chúng ta sẽ bị thay thế bởi loại thuốc này và dương quang của chúng ta sẽ hoàn toàn bị thay thế toàn bộ dương quang sẽ chấn động Hàn Long nước mắt ngắn nước mắt dài áy náy không ngừng rơi ra. Đúng vậy, Tổng Giám Đốc Lâm. Hiện tại bên kia đã có loại thuốc như vậy. Nếu như bọn họ chế ra thuốc đặc trị viêm mũi thì phải làm sao đây? Dương quang của chúng ta sớm buộn gì cũng sẽ bị bên kia thay thế. Bên kia sắp dồn chúng ta vào ngõ cụt rồi. Tổng Giám Đốc Lâm làm sao bây giờ? Lâm thần y. Các vị lãnh đạo cấp cao của Dương Quang đều lần lượt lo lắng, họ lần lượt xuống vào, cảm thấy hoàn toàn bất lực phản lầm có thể hiểu được tâm trạng của những người này bây giờ dù sao thì dương quang cũng đã dành vô số công sức của bọn họ phản lầm từ đầu đến cuối cũng chỉ là một tay run dày tình cảm đối với dương quang có lẽ cũng không quan trọng bằng những người này tất nhiên không loại trừ dương quang đã mang lại cho bọn họ vinh hoa phú quý không có gì có thể thoát khỏi quy luật sinh tồn của những người khỏe mạnh nhất thời gian trôi qua thiên nhiên đã phát triển thế giới đang phát triển mọi thứ đều tiến bộ và toa thuốc của chúng ta đã không phải là duy nhất. Sau cùng, toa thuốc đã chết và sớm hay muộn về sau sẽ bị loại bỏ. Vấn đề, các người đừng quá lo lắng. Phan Lâm cười nói, mọi người đều chết lặng. Tổng giám đốc Lâm, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Hàn Long mở miệng. Tất nhiên là chúng ta không thể thờ ơ vì bên kia đang chiếm thị trường của chúng ta. Chúng ta hãy phát triển các loại thuốc khác để mở ra thị trường mới. Mọi người thở dốc hắn long bước lên phía trước nhìn tổng giám đốc lâm ý của ngài là tôi đã chuẩn bị sẵn hai đơn thuốc chỉ bệnh thấp khớp bệnh tim và bệnh tích thời gian tới tôi sẽ nhờ tần bách tùng gửi cho ông ông có thể đi xin bằng sáng chế rồi bán đi phan lâm cười nói đã biết tổng giám đốc lâm nhất định là phải có cách hắn long tát vào mặt mình cười nói mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống bọn họ sẽ không nghi ngờ tài năng của phan lâm đây là thần y nổi tiếng thế giới nhưng cũng đừng để chuyện này lọt ra ngoài không phải ngẫu nhiên mà bên kia lại mở công ty đối diện với chúng ta đâu các ông cũng phải cử người đi kiểm tra ý định của bên kia nếu như bên kia chỉ đơn giản là muốn cạnh tranh với chúng ta thì các ngài cũng không cần phải lo lắng cũng không cần phải kìm hãm bên đó y học luôn luôn vì lợi ích của cộng đồng tôi hoan nghênh sự cạnh tranh lành mạnh tốt cho mọi người và tốt cho cả bản thân tôi nữa. Tôi có thể nhìn ra những thiếu sót của mình và tìm kiếm những bước đột phá tiếp theo. Vâng, thưa tổng giám đốc Lâm. Mọi người gật đầu. Nhưng đúng lúc này thư ký vội vàng đẩy cửa vào nói: Tổng giám đốc Lâm, tổng giám đốc Hàn không ổn rồi. Tuần tra đang tới rồi. Cái gì? Mọi người đều sững sờ. Nhưng xem vài tên tuần tra bước nhanh vào trong văn phòng, hắn long một người cũng biết hắn, chính là Giang Thành. Tổng bồ đầu Trương Văn Hứa. Trương bồ đầu, sao ngài lại ở đây chứ? Hàn Long không ngờ hỏi. Tổng giám đốc Hàn, thật xin lỗi. Hôm nay tôi đến đây để nhờ Tổng giám đốc Lâm đi theo chúng tôi trở về để điều tra. Trương Văn Hứa về mặt bất lực nói. Rõ ràng là ông ta cũng không muốn bắt Phan Lâm. Trương bồ đầu, sao vậy? Phan Lâm nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn. Lâm thần y, một vài bệnh nhân uống thuốc của công ty anh đã xuất hiện các triệu chứng khó chịu họ đã tìm đến bác sĩ cái gì mọi người đều sững sờ tuy nhiên chương bồ đầu chưa nói xong thì một người khác đã chạy vào bên trong hàn long đây là tin nhắn của bộ pháp lý công ty đối diện đã kiện chúng ta dương quang và tổng giám đốc lâm trợ lý bước tới vội vàng đưa thư mời của luật sư cho phan lâm công ty lê ly sao phan lâm nhìn thư của luật sư sắc mặt hơi căng lên là công ty đối diện với chúng ta hàn long khản giọng nói tôi định thi thố tài đức nhưng xem ra bên kia bất đắc dĩ phải làm vậy. Phan Lâm thở ở nói, khuôn mặt dịu dàng kia dần dần trở nên lạnh lùng. Đến phòng tuần tra điều tra thì cũng không có gì to tát, danh tiếng của Lâm thần y ở Giang Thành vẫn còn, dù sao thì cũng không thể bị hạ được. Hơn nữa, những người tố cáo Phan Lâm đều là đều xấu hoặc là nghiện ma túy hoặc là phạm tội hiếp xâm. Mọi người người có chút suy nghĩ thì đều có thể nghĩ rằng cái này nhất định là phải trồng cây đóng khung. Người bình thường làm sao có thể đi kiện Lâm Thần Y, người đã cứu vô số người lành và thương binh chứ? Chỉ là sự xuất hiện của công ty lôi lực đã bắt đầu làm lung lay địa vị của Phan Lâm trong lòng của mọi người. Quả nhiên, Phan Lâm rời phòng tuần tra trở về công ty Dương Quang thì thấy một nhóm đông người đang chặn cổng công ty Dương Quang. Tất cả đều giơ biểu ngữ và đồng thanh hét lên công ty xấu xa không có trái tim kiếm tiền rồi giết người cút khỏi giang thành đi lâm thần y là một tên không có lương tâm màu cút khỏi giang thành đi phản đối lâm thần y lâm thần y làm thuốc giả nhất định là phải chịu quả báo mọi người tẩy chay dương quang tẩy chay lâm thần y tiếng hò hét liên tục vang lên thu hút nhiều người qua đường một số người được nhận thuốc của phan lâm chữa khỏi hoặc là đã qua phòng khám miễn phí tại học viện phái nam y không thể chịu đựng được nữa liền tiến lên để tranh luận người là ai tại sao lại vu oan cho lâm thần y chứ lâm thần y là người tốt ông ta đã chữa bệnh ở giang thành này bao nhiêu năm đã chữa cho rất nhiều người dân của giang thành chúng ta làm sao có thể vu oan cho anh ấy ở đây chứ chỉ cả này chúng tôi không hề vu oan cho lâm thần y tên đó là một tên giả mạo lừa nào Mẹ tôi đã bị liệt hoàn toàn sau khi sử dụng thuốc do công ty họ sản xuất. Cô có tin tôi không? Và sau đó thì bị đẩy ra từ phía sau, một bà cụ ngồi trên xe lăn không thể di chuyển. Người phụ nữ sững sờ quay cuồng ngâm nga, "Mẹ ngươi bị liệt, sao có thể là trách Lâm thần y chứ? Có phải là khi tôi bị ngã thì có thể đổ tội cho thuốc cảm không?" Nghe nói, nó rất là vô lý. "Chị ơi, tôi không phải là vu khống đâu, tôi có chứng cứ, bây giờ chị nhìn xem, đây là giấy chứng nhận của bệnh viện." Như đã nói ở trên, mẹ tôi bị liệt là do uống thuốc điều trị nhồi máu não của tập đoàn Dương Quang. Người đàn ông cầm lấy một bản báo cáo, trải nó ra và giơ cao lên, người qua đường kiễng chân xem báo cáo. Nhưng đó chỉ là một bản báo cáo nằm trên khổ giấy, chữ trên đó trông như hạt gạo, ai có thể nhìn rõ chứ? Đã có rất nhiều cuộc thảo luận trong một thời gian, bốn tuần, không ai biết điều gì đúng, điều gì sai, tất cả đều là phỏng đoán. Có thật như vậy không? Nhưng người nhà của tôi uống thuốc Lâm Thần Y điều chế vẫn chưa có chuyện gì cả. Thật khó để nói. Mọi người ngày nay có thể làm bất cứ điều gì để kiếm tiền. Ai biết những cái đó là thật hay giả chứ? Không thể nói như vậy. Nếu như ba tôi không uống thuốc của Dương Quang thì đã lâu không khỏi. Thậm chí có một số tác dụng phụ cũng có thể chấp nhận được. Vậy nếu như ba của cậu bị liệt thì chẳng phải là thà chết là tốt hơn sao? Tôi nghĩ thứ này có chút kỳ quái. Cảnh tượng sôi sục đám người của Dương Quang đều giật mình. Đội trưởng an ninh đưa một nhóm nhân viên an ninh đến để giải tán đám đông. Những người biểu tình lập tức la hét ẩm ĩ. Dương Quang đánh người, Dương Quang đánh người. Mọi người dùng điện thoại chụp ảnh lại. Dương Quang đang đánh người. Đội trưởng đội an ninh sững sờ. Họ không hề chạm vào đám người này và cả nhóm bắt đầu la hét lên. Bây giờ một số người đã hiểu ý định của những người này. Họ đến đây để gây rắc rối có chủ đích. Nhưng nhiều người không biết đến sự thật, không hiểu điều này và có quá nhiều người ở hiện trường. Họ không thể nhìn rõ, họ chỉ có thể chụp ảnh bằng điện thoại di động và chuẩn bị tải lên nó lên Internet. Khung cảnh càng ngày càng trở nên hỗn loạn, tình hình dường như không thể kiểm soát được. Đúng lúc này, một tiếng hét trói tai vang lên. Thôi đi! Sau đó, một bóng người nhanh chóng bước vào đám đông. Mọi người giật mình, lần lượt dừng lại, nhìn theo bóng người đang di chuyển. Đó là Lâm Thần Y, Lâm Thần Y đến rồi, Lâm Thần Y đến rồi, mọi người đừng lộn xộn nữa, Lâm Thần Y đến rồi. Mọi người dần dần bình tĩnh trở lại, nhân viên an ninh cũng rút lui. Về phần biểu tình đều là xúc động, vội vàng vây lấy Văn Lâm tố cáo, nhưng Văn Lâm không hề hoảng sợ, nhàn nhạt, nhạt hét lên, "Mọi người bình tĩnh, tôi sẽ cho các người đáp án, nếu như các người nhất định làm loạn, thì tôi chỉ có thể lựa chọn để cho người tuần tra đối phó với các người thôi." Ngay sau khi những lời này được phát ra, những người biểu tình đã trở nên ổn định hơn một chút. Nhưng thủ lĩnh vẫn kiêu ngạo, tức giận mắng. Lâm thần y, mẹ của tôi do thuốc của các người làm cho tê liệt. Các người định cho chúng tôi câu trả lời như thế nào đây? Mẹ của người đâu? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Còn chuyện này, người đàn ông đầy bà cụ về phía trước và hét lên với những người xung quanh. Mọi người nhìn xem mẹ tôi thành ra như thế này là do uống thuốc trị nhồi máu não của Dương Quang. Tên hắc y nhân này chỉ muốn kiếm tiền thôi. Mọi người chống lại thuốc của Dương Quang cùng với tôi đi, chống lại Lâm Thần Y, đuổi Lâm Thần Y rời khỏi Giang Thành. Tẩy chay Dương Quang, tẩy chay Lâm Thần Y, tẩy chay Dương Quang, tẩy chay Lâm Thần Y. Những người biểu tình hò hét rất nhịp nhàng. Trước tình thế đó, Phan Lâm không nói lời nào mà chỉ muốn đi về phía trước. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 378 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở rể tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.